Xin chào các quý vị khán giả của Ai Việt Nam. Nhìn vào những diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, người ta lại càng xót thương và đau lòng khi nhớ lại những ngày tháng mà Việt Nam được cả thế giới vỗ tay tán thưởng vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Không chỉ vậy, bất chấp những ảnh hưởng to lớn của dịch bệnh vào năm 2020, Việt Nam trở thành một trong số những quốc gia hiếm hoi duy trì được mức tăng trưởng dương trong khi nhiều nước ở các khu vực trên thế giới rơi vào suy thoái. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã chìm vào quá khứ. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành kề cận thành phố này ở miền Nam Việt Nam đang đứng trước một đợt bùng phát nguy hiểm với các ổ dịch COVID-19 có số lượng và mức độ lây nhiễm đáng quan ngại. Theo bản tin từ Bộ Y tế, vào tối ngày 28 tháng 8 vừa qua, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận thêm 12.103 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm hiện tại ở nước ta lên 201.071 người. Và chắc hẳn khi nghe đến đây, tất cả các quý vị khán giả đều mong muốn tìm cách giúp Việt Nam thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Vậy giải pháp mà chúng ta đang tìm kiếm là gì? Hãy cùng Ai Việt Nam xem hết video ngày hôm nay để tìm ra câu trả lời nhé! Các bạn thân mến, trong một bài báo của tác giả Sebastian Strangio được đăng tải trên tờ tạp chí phân tích châu Á The Diplomat vào ngày 23 tháng 8, có đề cập đến những vấn đề nóng hổi về tình hình dịch bệnh vô cùng căng thẳng tại Việt Nam. Theo tác giả nhận định, mặc dù là quốc gia từng là quốc gia đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng tới nay, chính phủ Việt Nam lại đang gặp phải nhiều thách thức khi đối phó với đợt dịch bùng phát lần thứ tư và bị chặt bánh khỏi cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 do sự xuất hiện của biến thể Delta. Không chỉ vậy, tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam cũng bị tờ The Diplomat đánh giá là khá chậm chạp và gặp nhiều khó khăn. Ngoài đất nước Myanmar, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề do những khủng hoảng về chính trị và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã không có bất kỳ báo cáo dữ liệu tiêm chủng nào của nước này kể từ tháng 6 năm 2021, Việt Nam đang đứng đội sổ trong số các quốc gia Đông Nam Á về số lượng vaccine được tiêm trên đầu người, với 15% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và chỉ có dưới 2% dân số được tiêm chủng đầy đủ hai liều. Khi nhận định về thành tích và chất lượng phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam và thời điểm hiện tại, tờ The Diplomat cho hay, những ngày mà Việt Nam được cả thế giới tán thưởng vì ngăn chặn thành công COVID-19 một cách hiệu quả đã lùi vào dĩ vãng. Nếu như năm 2020, tại Việt Nam chỉ ghi nhận 1.500 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á ghi nhận mức tăng trưởng dương về kinh tế trong năm, thì đến thời điểm hiện tại, con số đấy đã tăng lên gần 350.000 ca nhiễm. Vì vậy, mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ Việt Nam đặt ra trong năm 2021 là 6,5% có thể sẽ bị suy giảm do tác động của đại dịch. Bên cạnh đó, tờ báo này còn cho biết thêm người dân Việt Nam đang đứng trước nhiều yêu cầu cấp bách về việc điều trị y tế, chăm sóc cho các bệnh nhân F0 và việc xử lý một số lượng lớn thi thể của những người đã tử vong do COVID-19 ở các vùng tâm dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh thành phía Nam Việt Nam. Không chỉ phải gia tăng số lượng xe cứu thương và các thiết bị y tế cho bệnh nhân mà các túi đựng tử thi cũng cần phải mua thêm và đẩy mạnh công suất của các lò hỏa táng. Ngay tới đây chắc hẳn các quý vị khán giả cũng đã phần nào hiểu được những gì mà Việt Nam chúng ta đang phải đối mặt. Do đó, ngay từ sớm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện khẩn số 1068 trên CD-TTG về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương có dịch cần nhanh chóng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 với phương châm ai ở đâu thì ở yên đó để thực hiện việc giãn cách. Riêng đối với chương trình tiêm chủng vaccine, nhà nước cam kết đã đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người dân, tổ chức thêm nhiều điểm tiêm cố định và lưu động để nhân dân có thể thuận lợi đến tiêm cũng như đảm bảo thực hiện đúng quy định giãn cách. Đặc biệt với đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu, những người cao tuổi và những người có bệnh lý nền sẽ được ưu tiên tiêm chủng trước để giảm nguy cơ tử vong và từ đó mong số ca nhiễm tại Việt Nam sẽ giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên lại có những người dân không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc dẫn đến tình hình dịch bệnh lại càng bùng phát mạnh mẽ hơn. Điển hình là nhân vật đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua với cái biệt danh Rõ Kêu, chị Đại quận 4. Người ta nói quá tam thì ba bận, nhưng người phụ nữ này chẳng sợ chính quyền mà cũng chẳng sợ cả COVID-19 khi 4 lần liên tiếp không đeo khẩu trang khi ra đường, bất chấp lực lượng cảnh sát nhiều lần góp ý và thậm chí là phạt tiền. Chứng kiến hành động của chị gái này, cư dân mạng phải ngao ngán mà thốt lên rằng không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu là có thật. Cả nước đang gồng mình chống dịch như chống giặc, chị Đại quận 4 lại rong ruổi khắp phố phường ngay trong thời kỳ giãn cách, đã vậy còn không đeo khẩu trang với lý do làm gì có dịch và còn ngang ngược giải thích rằng bản thân không đeo vì ngộp thở, khó chịu. Và có lẽ ý thức chưa tốt của một số người dân chính là lý do khiến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh quyết định giãn cách xã hội thêm một lần nữa từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9.
Không chỉ vậy, để đảm bảo giãn cách này là không vô ích, như lần trước, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố sẽ tăng cường, nâng cao các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch. Đồng thời để một bộ phận người thiếu ý thức không thể lách luật hay chối cãi, ông Hải còn đặc biệt đề ra 5 giải pháp yêu cầu mọi người thực hiện theo. Thứ nhất, người dân trong thành phố phải đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu thì ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn. Thứ hai, các nhân viên y tế tuyến đầu phải tập trung chăm lo, điều trị cho người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tỷ lệ tử vong. Thứ ba, cán bộ y tế tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực vùng đỏ trên bản đồ COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư, tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Và điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất lúc này là thành phố phải đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư. Bên cạnh đó cũng đề nghị người dân thật bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K, vaccine cộng thuốc uống, không tập trung mua gom hàng hóa, thực phẩm, bởi vì thành phố đã chuẩn bị các phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên. Trước mắt, chính phủ và người dân Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua để chiến thắng đại dịch COVID-19. Tuy nhiên hãy tin rằng chúng ta đã đẩy lùi nó một lần thì chắc chắn cũng có lần thứ hai. Vượt qua nghịch cảnh để trở thành con rồng vàng của Đông Nam Á chính là điều mà chúng ta hướng tới. Hãy nhìn vào Ấn Độ, một quốc gia từng phải đối mặt với tỷ lệ tử vong tăng cao qua hàng giờ. Thậm chí Trung tâm Phát triển Toàn cầu CGD còn đưa ra con số ước tính về số người chết do COVID-19 tại Ấn Độ gấp 10 lần so với con số 400.000 người mà cơ quan chức năng này thông báo. Phía CGD cho biết, từ đầu dịch đến tháng 6 năm 2021, số người tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ rơi vào khoảng 3,4 đến 4,7 triệu người. Lý giải về vấn đề này, tại sao con số thực tế lại chênh lệch rất lớn so với số ca nhiễm được hệ thống y tế Ấn Độ công bố? Các chuyên gia cho rằng, do số người tử vong quá tải trong một khoảng thời gian ngắn nên dẫn đến việc không thể cập nhật kịp thời. Tuy nhiên, với số liệu được công bố là hơn 414.000 ca tử vong vì COVID-19, thì Ấn Độ xếp thứ 3 sau Mỹ với 609.000 ca và Brazil với 542.000 trong danh sách các quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. Điều đáng nói ở đây là khi cả thế giới nghĩ Ấn Độ chẳng thể vượt qua được đợt bùng phát dịch này, thì Ấn Độ lại khiến người ta ngỡ ngàng và bật ngửa khi số ca nhiễm đang bắt đầu giảm một cách đáng kể từ sau đợt bùng phát nghiêm trọng hồi tháng 4 đến tháng 5. Hầu hết các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia này đã được gỡ bỏ. Song nhiều chuyên gia cảnh báo rằng một làn sóng dịch mới có thể áp đến vào tháng 9 khi mùa lễ hội tại Ấn Độ bắt đầu. Nhưng thứ mà chúng ta cần quan tâm ở đây là biện pháp dập dịch thần tốc của chính phủ Ấn Độ. Và chắc chắn khi nghe xong, các bạn cũng sẽ kinh ngạc mà ngã ngửa như tôi cho xem. Được biết, vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, quốc gia có 1,3 tỷ dân này đã lập thêm một kỷ lục 10,2 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Và đây cũng là mức cao nhất trong gần một năm qua, kể từ khi khởi động chiến dịch tiêm chủng vào hồi tháng 1. Và còn bất ngờ hơn là kỷ lục tiêm chủng trước đó của Ấn Độ được ghi nhận vào ngày 21 tháng 6 đã là 8,8 triệu mũi vaccine. Đây quả thực là những thành tích đáng kinh ngạc và không phải quốc gia nào cũng làm được. Và nó cũng đã chứng minh rằng vaccine không chỉ là một loại thuốc mà còn là một vũ khí quan trọng nhất vào lúc này trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Và nếu người dân Việt Nam tuân thủ những biện pháp giãn cách xã hội mà chính phủ đề ra, đồng thời đi tiêm chủng đầy đủ như lời kêu gọi của Tổ quốc, thì chắc chắn dân tộc Việt Nam có thể trở mình trong cuộc chiến cam go này. Còn các bạn thì sao? Bạn nghĩ Việt Nam cần làm gì để chống lại đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên cả nước? Hãy để lại quan điểm của các bạn ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của Ai Việt Nam đến với mọi người nhé! Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn Ai Việt Nam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!